OK, tôi xin bắt đầu bài thứ hai luôn. Tôi sẽ nói về cái đau bìu cấp. Tại vì mình có một cái đau bìu mãn tính nữa. Ví dụ như những cái người mà bị giãn tĩnh mạch thần kinh đó, thì cái bài đó là chuyên đề khác, không phải hôm nay. Hôm nay mình nói về đau bìu cấp thôi. Thì cái đau bìu cấp đó, thì đầu tiên nó phải là có bối cảnh lâm sàng. Thì nó có vài bệnh lý mình phải nghĩ đến. Thứ nhất là viêm màu tinh tinh hoàn, thứ hai là xoắn tinh hoàn, thứ ba là xoắn màu vụn màu tinh, và thứ tư là mình nói đến chấn thương bìu. Thì bệnh sử và khám lâm sàng thì giúp mình định hướng cái chẩn đoán. Đó. Thì cái viêm màu tinh và tinh hoàn nó có một cái chung là nó đau một bên, cho nên mình hết sức cẩn thận. Nhưng riêng màu tinh tinh hoàn á, thường nó kèm sốt và hoặc cái dấu hiệu Fren. Cái dấu hiệu này là bệnh nhân sẽ bớt đau khi cái tinh hoàn bên tổn thương được nâng cao. Còn nếu mà xoắn thì nó đau nhiều hơn. Đó. Cái đó là về mặt lâm sàng. Còn siêu âm á, thì nó khác biệt, bởi vì nếu mà viêm thì nó sẽ phù nề, tăng đế máu. Còn nếu mà nó xoắn thì nó phù nề nhưng mà nó giảm hoặc là mất tín hiệu dòng chảy, thì đó là mình chẩn đoán xoắn. Thì nói thì nó đơn giản nhưng mà thực tế nó có những cái đặc điểm. Thì thứ nhất là lâm sàng của xoắn liên hoàn thường nó đau dữ dội một bên, buồn nôn hoặc nôn ói. Cái dấu hiệu buồn nôn nôn ói rất là hay, tức là nó xoắn ở tiết phía dưới nhưng mà bệnh nhân có cảm giác buồn nôn hoặc nôn ói. Cái thứ hai là xoắn đôi khi nó không có hoàn toàn mà nó xoắn bán phần thôi, và lúc đó cái tinh hoàn nó vẫn còn được tưới máu chứ nó không có ngắt hoàn toàn tưới máu, và nó có một cơ hội chứng là xoắn và tự tháo xoắn. Nó cũng giống như lồng ruột rồi tự tháo lồng vậy đó, tức là nó xoắn rồi sau đó nó tự tháo ra rồi sau đó nó lại xoắn lại, tức là bệnh nhân sẽ đau từng cơn. Thì một cái bẫy ẩn giấu là khi bệnh nhân bị cái hội chứng này thì nó kèm khi mà nó tự tháo xoắn ra thì nó sẽ có phản ứng tăng tưới máu, và lúc đó thì bạn lại chẩn đoán là nó là viêm màu tinh tinh hoàn. Các bạn hiểu ý không? Thật ra các anh chị phải hết sức để lưu ý chuyện đó. Rồi, còn riêng cái chẩn đoán chấn thương bìu thường không khó, là bệnh nhân vô với mình, bệnh nhân khai rồi. Ví dụ như bệnh nhân đang đi rồi trượt ngã theo kiểu ngựa rồi nó dập vào một cái gì đó thì mình sẽ chẩn đoán ngay là chấn thương bìu. Thì trong cái chấn thương thì quan trọng nhất là mình phải chẩn đoán được vỡ tinh hoàn, tức là nó có rách bao trắng hay không. Bởi vì nếu rách bao trắng là mình phải phẫu thuật, còn không là mình đi truyền nội khoa. Đó. Thì một số trường hợp nó tụ máu lớn và nó có thể làm thiếu máu nuôi tinh hoàn thì cũng phải mổ, nhưng mà quan trọng nhất là cái chuyện là nó bị rách cái bao trắng. Về cái giải phẫu á, thì nó đơn giản thôi các anh chị. Mình có tinh hoàn đây, và đây cái màu tinh, và thường nó có những cái phụ, mẫu phụ. Đây là mẫu phụ tinh hoàn, đây là mẫu phụ màu tinh, đây là những cái tĩnh mạch. Đó, mình phóng to lên. Và trên siêu âm thì đây đây là cái tinh hoàn và đây là cái màu tinh và đây là cái mẫu phụ. Thì cái mẫu phụ nó bình thường như vậy nhưng mà đôi khi là nó xoắn thì nó cũng gây nên chuyện. Thấy chưa? Một ít dịch ở trong cái bao nó là bình thường. Thì đó, đây là trường hợp là tinh hoàn và mẫu mẫu phụ. Động mạch thì nó có ba động mạch, là một là cái động mạch tinh hoàn, hai á, là cái động mạch ống dẫn tinh, ba là cái động mạch cơ bìu. Thì ba cái nó cùng đi xuống đây, thì cái động mạch tinh hoàn thì cung cấp máu chính cho tinh hoàn, còn hai cái động mạch kia thì nó cung cấp cho cái màu tinh và cái da bìu. Nó chỉ khác nhau như thế này: khi mình làm Doppler, những cái động mạch mà nó ở trong tinh hoàn thì thường là trở kháng thấp, còn động mạch ở phía ngoài tinh hoàn là trở kháng nó cao. Mình lưu ý chuyện đó thôi. Về kỹ thuật siêu âm, cái này nó quan trọng với các bạn là bệnh nhân nằm thì thông thường mình phải lót cái bìu bằng một cái khăn như thế này, nhưng mà thực ra thì ngay cả trong tôi thì tôi cũng dùng theo một cái nội trú bên Pháp hồi dạy tôi. Tôi dùng một cái bao co, một cái găng tay á, tôi làm một cái máng, tôi vòng cái bìu lên và tôi bắt bệnh nhân nắm giữ hai bên, thì lúc đó cái bìu nó sẽ nâng lên, mình dễ làm hơn. Các anh chị hiểu ý không? Mình làm thành cái bọng đó, thì mình chỉ cần lấy cái găng tay thông thường thôi, mình làm như vậy. Ở thông thường tôi móc cái găng tay như này và bệnh nhân sẽ phụ mình, không? Để mà nâng cái bìu lên cho dễ làm. Rồi, mình thực hiện lát cắt ngang và lát cắt dọc. Thì các anh chị, cái cách làm á, thì mình phải cầm nhẹ nhàng như thế này nè. Cái ngón tay này nó tựa vào đùi người ta để mà có cái thế, không? Rồi mình dùng đầu dò linear và cái thang tốc độ động mồ nó phải thấp, từ 3 đến 5 cm trên giây. Và luôn luôn so sánh kích thước độ hồi âm và tưới máu của hai bên. Thì cái này như vậy là cái lát cắt ngang rất quan trọng. Đầu tiên luôn luôn mình phải thực hiện lát cắt ngang để so sánh hồi âm hai tinh hoàn và so sánh cái tưới máu của hai bên, đó là quan trọng nhất. Đó,
Rồi, một cái trường hợp này các anh chị thấy, một trường hợp này là 23 tuổi, một năm sau khi bị quai bị. Mình cắt ngang thì các anh thấy là tinh hoàn bên trái bình thường, tinh hoàn bên phải nó teo nhỏ và nó giảm tưới máu hẳn. Bây giờ thì nếu mình làm so sánh kiểu này thì mình sẽ phát hiện ra ngay. Rồi, cái bệnh lý đầu tiên tôi đề cập đến là viêm màu tinh tinh hoàn. Thứ nhất, viêm màu tinh tinh hoàn là một cái bệnh nó lây truyền qua đường tình dục là thường nhất, đúng không? Những ông thanh niên mà vô với mình mà sưng cái bìu lên thì và sốt nữa thông thường là do cái con lậu cầu hoặc là chlamydia, à, để bìu sưng đỏ và chịu khó. Thì viêm như vậy thì khi mà bệnh nhân vô thì đa phần là nó viêm cái màu tinh, mà nó không phải viêm đầu màu tinh mà viêm đuôi màu tinh, chứ không phải là viêm tinh hoàn nha. Nó viêm màu tinh chứ không phải là tinh hoàn. Đó, thì cái đuôi màu tinh là cái khởi đầu của viêm và nó sưng to lên. Đó, thì đây là một trường hợp các anh chị thấy sưng đau bìu phải, mình cắt ngang như thế này, mình thấy tưới máu cái tinh hoàn hai bên và trên lát cắt dọc cái cực dưới nè, bây giờ mình thấy nó sưng to lên, hồi âm kém, không có đồng nhất và tăng tưới máu. Như vậy mình chẩn đoán là viêm màu tinh bên phải. Đó, một trường hợp khác, cái anh chị thấy sưng đau bìu trái thì mình thấy nó có một ít dịch phản ứng đây, bây giờ và toàn bộ cái màu tinh này nó sưng lên. Bình thường cái màu tinh nó nhỏ lắm chứ nó không có to như này, mình chỉ thấy rõ cái đầu màu tinh thôi. Còn đây là toàn bộ cái màu tinh đó, nó sưng to lên. Rồi, trường hợp này thì cả bên phải lẫn bên trái đều bị sưng. Đây là màu tinh bên phải sưng, đây là màu tinh bên trái sưng. Đây là nó viêm màu tinh hai bên. Đó, như vậy thì nếu mà đang đêm mình hay bị đi lạc ngoài đường thì thông thường sau đó mình đau bìu thì đó là viêm màu tinh nha. Rồi, viêm tinh hoàn là một cái tình trạng thứ phát. Bây giờ sau khi viêm màu tinh rồi nó lan truyền trực tiếp qua thì lúc đó mình viêm màu tinh nó nặng quá nó lan truyền qua thì lúc đó mới là viêm màu tinh tinh hoàn. Thấy chưa? Rồi, như vậy là nó sẽ từ màu tinh nó vô tinh hoàn, cho nên cái gì thế để ông này ông cũng đi lạc. Thế ra là nó sưng cái bìu và mình thấy cái màu tinh nó sưng lên và cái tinh hoàn này nó cũng bị luôn một đoạn ngay kế cận nó. Như vậy trường hợp này mình chẩn đoán là viêm màu tinh tinh hoàn. Đó. Rồi. Trường hợp này cũng như vậy, các anh chị thấy là cái màu tinh này nó sưng to và cái tinh hoàn này nó cũng hồi âm kém ở cái vùng này. Như vậy là vừa viêm màu tinh mà vừa viêm tinh hoàn. Nhắc lại nha, như vậy thông thường là viêm màu tinh thôi, có thể một hoặc hai bên. Còn nó nặng hơn thì nó có thể lan vô tinh hoàn, là viêm màu tinh tinh hoàn. Đó, rồi còn mình có một cái thể nữa gọi là viêm tinh hoàn tiên phát. Thì cái này thường do quai bị, nó thường bị hai bên, hồi âm kém, tăng tươi máu. Thì nhưng nếu mình khai thác tiền sử thì thường bệnh nhân sẽ có một cái viêm tuyến mang tai trước cái viêm tinh hoàn từ 3 đến 5 ngày, thậm chí cả tuần, đúng không? Thì cái màu tinh thường không bị viêm, à, và nếu bị viêm thì thường bị viêm đầu màu tinh, nhưng mà thông thường cái này là màu tinh không bị viêm. Đó. Rồi, bây giờ mình thấy một cái trường hợp bệnh nhân này 29 tuổi, đau mà mang tay phải và đau bìu. Vừa đau mang tay phải vừa đau bìu. Mình siêu âm cái tuyến mang tai mình thấy nó tăng cái thước hồi âm kém, tăng tưới máu, mình nói là viêm tuyến mang tai phải. Rồi mình làm cắt ngang bìu thì mình thấy rằng là cái bìu bên phải này nè nó có một ít dịch đây, phản ứng đây và hồi âm cái tinh hoàn nó kém và cái tinh hoàn này nó to hơn. Như vậy thì mình phải nghĩ đến một cái viêm. Nhưng đến khi mình làm cái Doppler thì cái này là bị viêm cả hai cái tinh hoàn hai bên luôn, bình thường nó không có tưới máu nhiều như này đâu. Và trên trắng đen thì mình nghĩ nhưng mà trên siêu âm là nó viêm tinh hoàn hai bên luôn. Đó, các anh chị thấy là nó tưới máu rất là dữ dội ở cả hai tinh hoàn và đặc biệt là màu tinh không bị, thì đó là sau cái quai bị. Đó, trường hợp này 50 tuổi đau bìu bên trái và mình làm cái trắng đen này, mình thấy thành ra lát cắt ngang rất là quan trọng. Các anh chị thấy cái tinh hoàn trái nó sưng to so với bên phải, nó tăng tưới máu ở bên trái nhiều hơn, thì cái này là trước đó bệnh nhân là và viêm tuyến mang tai hai bên một tuần trước thì mình chẩn đoán là một cái viêm cái tinh hoàn này sau do cái quai bị. Yeah. Bây giờ mình đề cập đến cái xoắn tinh hoàn. Cái xoắn tinh hoàn thì mình thường gặp ở lứa tuổi dậy thì nhưng mà cũng có thể gặp bất kỳ lứa tuổi nào và mình phải chẩn đoán sớm, bởi vì lúc nãy như tôi nói về cái phần xoắn buồng trứng đó là nếu mình không mổ cấp cứu được thì nó tím đen là mình phải cắt bỏ. Độ xoắn trung bình là 360 đến 540. Đó. Thì cái tần suất mà cứu được, sống được nó tỷ lệ nghịch với cái thời gian từ lúc khởi phát đau cho đến thời điểm phẫu thuật. Nếu mà từ đau cho đến khi mổ mà dưới 6 giờ thì gần như mình cứu được.
Còn nếu mà sau 24 giờ thì gần như cái tinh hoàn nó hoại tử, mình không có cứu được. Đó, thì cái này thì mình phải nhớ về giải phẫu, cái đoạn này rất là quan trọng. Cái gì buồn ngủ thì nhớ, tỉnh mà nghe. Thứ nhất là cái tinh mạch á, nó không có bao quanh hoàn toàn cái tinh hoàn và màu tinh. Cái tinh mạch là cái gì, lấy cái màu tím này nè, nó bám đến đây là nó ngưng lại, nó không bao quanh hết cái tinh hoàn đâu, đúng không? Đó là một cái khoang ảo gồm cái lá tạng và lá thành. Khi nó có ít dịch thì mình dễ nhận biết nó. Đó, đây cái tinh mạch đây. Như vậy là bao quanh tinh hoàn không phải là nước, bình thường nó chỉ có đến đây thôi, nó ngừng lại. Rồi, nó có một cái dị tật gọi là bất thường quả chuông, nó gọi là Bell-Clapper anomaly. Thì lúc đó cái tinh mạch này nó bao quanh hoàn toàn cái tinh hoàn. Và nếu mà tràn dịch thì cái này mình sẽ thấy rất rõ. Đó, thì với cái bất thường quả chuông này, cho nên là khi xoắn nó có hai kiểu. Những cái đứa trẻ mà trẻ sơ sinh mà nó xoắn á, thì nó là xoắn ngoài tinh mạch, tức là nó không bị bất thường quả chuông, nhưng mà do cái thần kinh nó không cố định tốt vào ống bẹ cho nên nó bị xoắn. Thì đó là một cái loại xoắn ngoài tinh mạch ở trẻ sơ sinh. Còn những cái trẻ nhỏ và cái người lớn thì thường là nó có bất thường quả chuông, tức là cái tinh mạch nó bao quanh hoàn toàn tinh hoàn như này, và như vậy thì nó giống như quả chuông á, nó không có gì cố định lại thì nó dễ bị xoắn. Đó. Rồi, như vậy thì mình có đây là một cái tinh mạch bình thường và đây là một cái tinh mạch gọi là có bất thường quả chuông. Thì như vậy thì đối với trẻ sơ sinh, đây là cái xoắn bình, tức là tinh mạch bình thường nhưng mà nó xoắn do nó lỏng lẻo, không? Còn đối với người lớn thì mình thấy là nó có bất thường quả chuông cho nên nó mới xoắn. Rồi. Khi mà mình làm siêu âm, nếu để ý kỹ thì mình sẽ thấy đây là một trường hợp nó viêm màu tinh. Nhưng mà nhờ dịch như này thì mình thấy rằng là cái dịch này nó không bao quanh hoàn toàn cái tinh hoàn. Thấy chưa? Như vậy đây là bệnh nhân này không có bất thường quả chuông. Đó. Các vị thấy đây, dịch đây nó bao quanh như này. Tức là bao quanh cái tinh mạch, nó không bao quanh hết cái tinh hoàn này. Đó là không có bất thường quả chuông. Mà không có bất thường quả chuông thì đối với người lớn và trẻ nhỏ thì không có chuyện xoắn tinh hoàn, đúng không? Rồi. Mình có ba cái kiểu. Một là ở trẻ dậy thì và người lớn thì nó có bất thường quả chuông, nó xoắn, thì cái này gọi là xoắn trong tinh mạch. Còn cái kiểu thứ hai là trẻ sơ sinh, chỉ có ở trẻ sơ sinh thôi thì cái xoắn này là xoắn ngoài tinh mạch. Còn có một cái hiếm gặp nữa là do cái dây chằng keo này nè nó lỏng lẻo cho nên là nó gọi là mesooxyotoxin, tức là dịch ra là xoắn, xoắn do cái dây chằng treo tinh hoàn nó dài bất thường cho nên nó xoắn. Thì đầu tiên là tôi đề cập đến cái xoắn ngoài tinh mạch. Thì cái xoắn ngoài tinh mạch nó xảy ra trước sinh và trong cái thời kỳ sơ sinh, cho nên thường nó xảy ra trong tử cung, cho nên khi em bé nó sanh ra là nó đã bị rồi. Đó, đây là một đứa bé 3 ngày tuổi và cái gì thấy xuống là mình thấy là cái tinh hoàn này nó đã hoại tử hoàn toàn rồi, tức là mình chẩn đoán là em bé nó bị xoắn trong bụng rồi và sanh ra là một cái tinh hoàn nó hoại tử hoàn toàn. Đó, đó là cái kiểu xoắn như vậy. Đây là một cái kiểu em bé 3 ngày tuổi, thấy không? Một cái tinh hoàn nó hoại tử rồi, tức là không không làm gì được nữa hết. Đây là cái kiểu xoắn ngoài tinh mạch ở trẻ sơ sinh. Nó dễ thấy chưa? Đây là một số trường hợp như vậy. Rồi bây giờ cái xoắn dây chằng treo tinh hoàn. Xoắn dây chằng treo tinh hoàn thì rất là hiếm và tôi cũng chỉ lấy trong y văn thôi, do cái dây chằng này nó lỏng lẻo. Cho nên cái gì thấy đây là tinh hoàn, đây là màu tinh, đây là nó xoắn đây, thấy chưa? Thì cái này là tôi lấy trong y văn chứ tôi chưa có ca nào. Đó, còn thông thường là mình gặp xoắn trong tinh mạch. Nó là thể thường gặp nhất, mình gặp giai đoạn dậy thì và người trưởng thành, chỉ khi có bất thường quả chuông. Và lưu ý là bất thường này gặp ở 12% nam giới và điều quan trọng là 80% ở hai bên. Như vậy thì nói điều đó có nghĩa là nếu bệnh nhân một em thanh niên nó đến với mình nó bị xoắn tinh hoàn, mà nếu mình mổ ra mình chỉ giải quyết một bên thôi thì có ổn hay không? Không ổn, là bởi vì 80% là nó bị hai bên. Cho nên những trường hợp đó bệnh nhân sau khi mổ cái bên bị rồi, bệnh nhân đồng thời mổ luôn, cố định luôn cái bên còn lại. Các chị hiểu ý không? Lúc đó mới là giải quyết thấu đáo vấn đề. Rồi, cái xoắn tiên phát là thường gặp nhất hoặc là do một cái chấn thương. Thì cái tần suất gia tăng gấp 10 lần ở trẻ có tinh hoàn ẩn. Tức là những cái đứa có tinh hoàn ẩn người ta mổ cố định thì những cái đứa tần suất nó cao hơn. Rồi, nó xoắn một bên chiếm tỷ lệ 95%, xoắn có thể hoàn toàn hoặc không hoàn toàn. Thì đây là một trường hợp nó có bất thường quả chuông, dịch bao quanh hoàn toàn tinh hoàn. Đó, thì trường hợp này là hết sức lưu ý. Thì khi mà nó xoắn thì như thế nào? Thì lúc nãy xoắn buồng trứng tôi nói,
là cái cấu trúc đó sẽ phù nề to lên, và cái tinh hoàn bên sóng nó nằm cao và có thể nằm ngang, khuynh hướng nó, cái trục nó ngang, cái phù nề da biểu tràn dịch tinh mạc, và cái dịch nó bao quanh hoàn toàn tinh hoàn, nó là hình ảnh cảnh báo. Bởi vì khi mà dịch bao quanh hoàn toàn, nó là có bất thường quả chua. Và về siêu âm Doppler thì đầu tiên nó mất dòng chảy tĩnh mạch, sau đó là nó giảm tưới máu động mạch, gia tăng cái trở kháng hoặc PI, và nó có thể đảo ngược dòng chảy cuối tâm trương hoặc là phổ ta đớp hoặc vết. Thì đây là những hình ảnh trong xoắn cắt đạn là có thể có được hình ảnh đó. Người ta có một lưu ý là 10% bệnh nhân bị xoắn ở giai đoạn sớm hoặc xoắn không hoàn toàn có kết quả siêu âm tinh hoàn bình thường. Cho nên nếu mà các bạn chẩn đoán siêu âm không bình thường hết mà lâm sàng nó điển hình thì các bạn phải hẹn tái khám và bệnh nhân phải được theo dõi. Đó, cái thần tinh nó bị xoắn nó nằm ở phía trên tinh hoàn và màu tinh, nó tạo thành một cái khối giả u. Cái khối giả u này nó gọi là pseudomat, từ 11 đến 33 mm. Có thể mình có hình ảnh vỏ ốc sên. Đó, và mình cố gắng tìm cái dấu hiệu xoáy nước. Đó. Các anh chị thấy rằng là trở lại cái lắc cắt ngang rất quan trọng. Các anh chị thấy rằng là cái tinh hoàn bên này nó hồi âm kém, không đồng nhất và nó to ra. Bây giờ trường hợp này là như vậy. Trường hợp này thì các anh chị thấy là bên này không tưới máu, bên này tưới máu và bên này không tưới máu. Trường hợp này bên này tưới máu, bên này không. Trên cái hình này thì các anh chị thấy bên này tưới máu và bên này không. Như vậy thì mình dựa vào cái lắc cắt ngang và cho Doppler vô để chẩn đoán. Và đôi khi mình thấy được cái hình ảnh giống như gọi là ốc sên như thế này là mình phải nghĩ đến xoắn, đúng không? Rồi, đây là một cái trường hợp mà rõ ràng tôi nói các anh chị là nó là một cái dấu hiệu động, cho nên mình phải di chuyển đầu dò mới thấy được cái dấu hiệu xoáy nước, đúng không? Thì cái xoáy nước này nó nằm ở cực trên của tinh hoàn, mình di chuyển đầu dò mình mới thấy được nó. Và sau khi mà di chuyển đầu dò rồi, nhắc lại là phải cho Doppler màu vô. Đây là một trường hợp các anh chị thấy rằng là tinh hoàn vẫn còn tưới máu và ở cực trên mình thấy được một cái xoáy nước, đúng không? Đó, và nhớ là phải cho màu vô. Nếu còn tín hiệu màu thì mình phải nghĩ đến là nó còn khả năng cứu chữa. Rồi, rồi đây là một trường hợp nó 17 tuổi và cắt ngang thì cái gì thấy là cái tinh hoàn bên nào nó sưng? Bên phải nó sưng, hồi âm nó hơi không đồng nhất ở bên phải, đúng không? Mình cho Doppler vô thì cái tưới máu bên phải gần như không có, chỉ có bên trái thôi, đúng không? Mình làm, mình tìm ở cực trên tinh hoàn, mình tìm cái dấu hiệu xoáy nước của nó. Đấy chưa? Đây dấu hiệu xoáy nước đây, đúng không? Rồi, đó là một cái dấu hiệu xoáy nước khá là điển hình để chẩn đoán. Một trường hợp khác, bệnh nhân vô viện và vì đau cái bìu bên trái, và mình thấy rằng là mình làm siêu âm thì trên cái trắng đen thì mình không có phân biệt được vì hồi âm nó như nhau. Nhưng trên Doppler màu á, thì mình thấy là bên trái không tưới máu và bên phải có tưới máu. Đó, mình làm cái siêu âm vi mạch thì nó nhạy cái bên phải hơn và bên trái vẫn không có thấy tưới máu. Gần như là không có thấy được tưới máu ở trên cái này. Rồi, sau đó mình làm cố gắng đi tìm cái dấu hiệu xoáy nước. Thì ở phía trên, cực trên tinh hoàn mình thấy được một khối giả u và đây là cái dấu hiệu xoáy nước. Mình phải cho cái Doppler màu vô, cái gì đây, cái xoáy nước đây, mình di chuyển đầu dò. Đó. Và mình thấy, và khi như vậy thì khi mình đo cái thể tích á, thì cái tinh hoàn bên nó bị xoắn, nó sưng lên. Và thực ra là nó vẫn còn cái tưới máu rất là kín đáo. Khi người ta mổ ra thì là cái tinh hoàn này được cứu sống, thì nó xoắn 360 độ và người ta tháo xoắn thành công. Kết quả người ta có làm sinh thiết luôn thì nó là có một cái nhồi máu nhẹ thôi. Đó. Trường hợp này các anh chị thấy rằng là cái dịch nó bao quanh hoàn toàn tinh hoàn. Và đây là cái có phổ cuối tâm trương đảo ngược đây. Thì trường hợp này là mình phải nói nó có bất thường quả chua và nó đã bị xoắn. Đó, trường hợp này các anh chị thấy rằng là nếu mình nhìn cẩn thận thì mình thấy rằng là dịch nó bao quanh hoàn toàn tinh hoàn. Bây giờ, đó, tức là có bất thường quả chua. Đó. Và lưu ý, đây là một hình ảnh mà sau khi tháo xoắn bằng tay, thì các anh chị thấy rằng là bệnh nhân bị xoắn bên phải và sau khi tháo xoắn bằng tay thì nó tăng tới máu tinh hoàn phải. Cho nên lưu ý là ngay sau tháo xoắn hoặc tự tháo xoắn thì tinh hoàn nó sẽ tăng tưới máu. Hết sức cẩn thận. Đây là một trường hợp gọi là xoắn và tự tháo xoắn. Em bé này nó đau biểu trái cấp. Đó, lúc này thì nó không có tưới máu. Nhưng 4 phút sau nó hết đau và siêu âm lại thì nó tăng tưới máu rất là nhiều. Điều đó có nghĩa là lúc mình làm lúc đầu là nó xoắn. Rồi sau đó nó tự tháo xoắn, nó gia tăng tưới máu. Đó. Rồi, trường hợp nó xoắn muộn hơn thì nó hoại tử. Thì đây là một trường hợp 24 giờ. Thì các anh chị thấy rằng là cái tinh hoàn nó không đồng nhất nữa, nó có những cái vùng hồi âm kém như thế này.
Đó, thì lúc này thì gần như là tiên lượng rất xấu, tức là mổ là cắt bỏ thôi. Thế nên hai cái tinh hoàn này, tinh hoàn bên phải rất là đồng nhất, mà tân hoàn bên trái nó sưng to và hồi âm như thế này, nó không có đồng nhất như thế này. Cái này là 10 giờ, thấy chưa? Như vậy là trường hợp này, thì đây là một cái tai biến. Là bệnh nhân vô thì em bé này nó có vấn đề về tâm lý, cho nên nó vô thì bác sĩ chẩn đoán là đau hố chậu trái và cho làm CT bụng. CT bụng bác sĩ đọc là bình thường hết. 3 ngày sau nó mới khai ra là nó đau cái bìu. Đó, thì cái gì thấy là vô là cái bìu bên trái là cái gì, cái tinh hoàn này nó hoại tử rồi. Thấy chưa? Nó không có đồng nhất nữa. Đó. Và mình coi đây là tinh hoàn phải và đây là tinh hoàn trái, nó hoại tử hoàn toàn. Và khi mổ ra là người ta phải cắt bỏ thôi, chứ không có giữ được. Đó. Và lưu ý về cái cách đo thể tích tinh hoàn thì là mình không có dùng cái công thức là nhân với 0.52, mà mình ba cái kích thước đó mình nhân với 0.71, đó là cách đo của tinh hoàn. Và sau khi xử lý cái tinh hoàn xoắn là bắt buộc bệnh nhân phải được mổ cố định luôn trong cái cuộc mổ đó, cái tinh hoàn đối bên. Bởi vì nhắc lại 80% là bất thường quả chuông, nó có hai bên. À, và người ta đưa hướng dẫn một cái kỹ thuật nữa, tức là mình tháo xoắn trước khi đi lên phòng mổ. Thì thông thường người ta phải dùng giảm đau, nhất là thông thường là giảm đau gốc á phiệt. Thì là bởi vì mình phải cứu cái tinh hoàn nó sống trước khi mình cố định lại. Thì là người ta dùng giảm đau gốc á phiệt, xong rồi người ta tháo xoắn theo cái kiểu mở cuốn sách. Tức là đối với tinh hoàn bên phải thì người ta tháo xoắn ngược ra như thế này, đối với bên trái thì ngược ra, giống như mình lấy tay mình mở cuốn sách đó. À, thì đó là cái cách người ta tháo xoắn. Và nhắc lại nha, mình nếu mà mình tháo xoắn mà bệnh nhân không có được dùng giảm đau gốc á phiệt là bệnh nhân sẽ sốc, cho nên bắt buộc mình phải dùng giảm đau trước khi mình tháo xoắn. Đó, đây là một cái trường hợp tăng cái tưới máu sau khi tháo xoắn bằng tay và trước khi đưa lên phòng mổ. Đó, tức là người ta cố, người ta giữ cái tinh hoàn này không có để nó hoại tử. Rồi, bây giờ tôi đề cập đến cái xoắn mổ phục bạo tinh. Cái xoắn mổ phục bạo tinh thì mình gặp nhiều ở em bé, nó gặp nhiều trước tuổi dậy thì và thông thường thì nó có cuốn cho nên nó dễ xoắn cái mổ phụ á, và nó là cái nguyên nhân đau bìu cấp thường gặp nhất ở trẻ em. Nó gấp 2.5 lần xoắn tinh hoàn. Như vậy thì con nít nó vô mình thì coi chừng nó là xoắn mổ phụ hơn là xoắn cái tinh hoàn, đúng không? Mà xoắn mổ phụ thì điều trị nội khoa hay ngoại khoa các anh chị? Vấn đề là điều trị xoắn mổ phụ là nội khoa, còn xoắn tinh hoàn là ngoại khoa. Rồi. Đây là một cái xoắn mổ phụ. Thì cái lâm sàng á là mình có blue dot sign, tức là mình lấy cái tay mình căng cái da bìu á thì mình thấy cái chỗ đau đó nó nổi cộm lên và nó màu tím, thì đó là cái blue dot sign. À, thì đó là một trong những cái dấu hiệu để gợi ý nó là xoắn mổ phụ. Thì bình thường cái mổ phụ nó dưới 4 mm, khi nó tròn ra và kích thước nó trên 5.6 thì mình nghĩ đến xoắn. Độ nhạy là 68 và độ chuyên biệt là 100%. Cái hình dáng thứ hai đó là bình thường cái mổ phụ nó hình bầu dục, khi xoắn nó có hình cầu và nó có hình ảnh muối tiêu, nó lấm tấm ở trong á, mình có hình để xem. Đó, thì cái khi mà nó xoắn thì nó không có tưới máu ở cái mổ phụ đó, và nó có phản ứng tăng tưới máu quanh mổ phụ. Rồi, như vậy đây là một cái mổ phụ bình thường nó hình bầu dục, và đây là một cái mổ phụ nó bị xoắn, nó hình cầu tăng kích thước, thấy không? Và nó không có tưới máu ở trong cái mổ phụ đó. Đó, đây là một trường hợp nó có blue dot sign. Đó, và cái mổ phụ nó bị xoắn đây. Đó, đây như vậy thì cái hình ảnh muối tiêu đây, cái hình ảnh lấm tấm đây, đây là cái mổ phụ, đây là tinh hoàn, đây là cái màu tinh, và đây cái mổ phụ nó bị xoắn thì nó sẽ không có tưới máu ở trong mổ phụ này nữa. Đó, đây là cái mổ phụ nó bị xoắn. Đó, đó, đây là một cái trường hợp mà 15 tuổi nó đau cái tinh hoàn bên trái, mình làm cái đốt le ở tinh hoàn phải và trái nó bình thường. Mình cắt ngang đây, mình di chuyển đầu dò thì mình thấy đây là cái tinh hoàn phải, đây tinh hoàn trái, đây là cái màu tinh và đây là cái mổ phụ nó bị xoắn. Đấy giờ mình đo kích thước nó đến 8-10 cm và nó có cái hình ảnh muối tiêu đây và nó không có tưới máu đây. Như vậy là chẩn đoán là xoắn mổ phụ. Và nhắc lại các anh chị, xoắn mổ phụ là nội khoa chứ không phải là ngoại khoa. Thế nhưng mà các anh chị cũng được xem cái hình người ta mổ ra, tất nhiên là cái này người ta make money. Anh chị hiểu ý không? Đó, và cái này thì bệnh nhân không có biết. Thì bệnh viện tư nhiều khi nó cũng có cái mặt trái của nó. Hiểu chưa? Là bác sĩ đưa lên mổ thì bệnh nhân không có cãi được. Nhưng mà cái này tôi nhắc lại, xoắn mổ phụ là nội khoa chứ không phải ngoại khoa. Đây là cái mổ phụ này người ta mổ ra. Rồi. Và đây là một trường hợp 30 tuổi không có triệu chứng.
Và mình làm siêu âm mình thấy cái này gọi là viên ngọc của nó gọi là scrotum per, đó là viên ngọc của tinh hoàn. Đúng không? Thì đó là cái gì? Các anh chị biết nó là di chứng của gì không? Đó là một cái bộ phụ nó bị xoắn và nó vôi hóa. Nó rời ra luôn và nó vôi hóa. Thì cái này là một cái di chứng của nó, tức là không cần mổ gì đâu và sau đó nó thành cái viên ngọc ở trong đó luôn. Ừ. Rồi, bây giờ đề cập đến chấn thương tinh hoàn. Chấn thương tinh hoàn thì mình thấy rằng là đầu tiên là cái nó có thể bị tràn máu tinh mạc. Đó là cái tinh mạc nó thay vì nó là có một ít dịch thì bây giờ nó là máu, nó nằm trong đó. Rồi, giai đoạn bán cấp thì nó có thể mất dịch dịch. Rồi, các anh chị thấy đây một trường hợp bệnh nhân này tôi nhớ là như đi tàu biển và bị té theo cái kiểu yên ngựa và cái bìu nó đập xuống cái thành tàu và các anh chị thấy là nó có một dịch dịch ra. Đây là cái tràn máu tinh mạc, đúng không? Đó. Rồi, cái thứ hai là cái khối máu tụ, cái hematom. Hematom có thể thành bìu hoặc là ở màu tinh hoặc là ở tinh hoàn. Đó, thì đây là một cái trường hợp mà nó có cái khối máu tụ ở trong cái tinh hoàn. Đó. Thì những cái trường hợp này hết sức lưu ý là mình phải coi cái bao trắng nó có rách hay không, đúng không? Thì cái này thì mình không có nghĩ đến rách bao trắng, vì thường rách bao trắng thì nó sẽ lồi ra ngoài. Đó, thì lúc đó mình mới nghĩ rách bao trắng. Đó. Thì cái trường hợp này thì cái gì thấy rằng là đây là cái máu tụ ở trong cái tinh hoàn. Thì những cái trường hợp này người ta điều trị nội khoa. Đây là một cái trường hợp người ta cũng bị chấn thương bìu. Và cái gì thấy rằng là đây là máu ở trong này. À, luôn luôn mình phải dùng Doppler thì mình thấy là nó có khối máu tụ ở trong tinh hoàn, nhưng cái bao trắng này mình coi rất là cẩn thận, mình không có thấy nó rách thì mình không có nghĩ đến vỡ tinh hoàn. Đó. Đây, cái trường hợp này cũng tương tự như vậy. Các anh chị thấy là nó bị chấn thương bìu và nó hồi âm không có đồng nhất, có nghĩa là nó có tụ máu trong tinh hoàn và có tụ máu ở cái tinh mạc. Đó. Nó khác với trường hợp là mình phải phân biệt với vỡ tinh hoàn. Vỡ tinh hoàn thì mình thấy là cái đường bao trắng nó không có liên tục nữa và nó có dấu hiệu lồi ra ngoài. Đó, thì lúc đó mình phải phẫu thuật. Nên lưu ý như vậy. Nếu thấy hình ảnh đó là phải phẫu thuật. Cái gì thấy trường hợp này cái bao trắng đến đây nó ngưng và nó lồi ra đây. Như vậy đây là mình phải nghĩ đến một cái vỡ, nó rách cái bao trắng và bệnh nhân phải có chỉ định phẫu thuật để cứu cái tinh hoàn đó. Rồi, thông điệp mang về là gì? Bất thường bìu ở trẻ sơ sinh thì mình phải nghĩ đến xoắn tinh hoàn ngoài tinh mạc. Còn đau bìu cấp ở trẻ nhỏ thì lưu ý, mình phải lưu ý đến xoắn mẫu phụ màu tinh trước. Mà xoắn mẫu phụ màu tinh là nội khoa chứ không phải ngoại khoa. Sau đó mới là tình trạng xoắn tinh hoàn và viêm màu tinh. Đau bìu cấp ở trẻ dậy thì và người lớn thì nó có thể là viêm màu tinh, xoắn tinh hoàn trong tinh mạc, tức là phải có bất thường quả chuông. Viêm do vi trùng thì thường ở đuôi màu tinh một bên, có thể hai bên và có thể lan vào trong tinh hoàn. Và viêm do coi bị thường là hai bên tinh hoàn, từ tinh hoàn có thể lao vào đầu màu tinh và thường có một cái viêm màng tai, tuyến màng tai trước từ 3 đến 5 ngày. Và chấn thương tinh hoàn là chẩn đoán phân biệt loại trừ cái vỡ tinh hoàn. Rồi, đứng trước một bệnh nhân đau bìu cấp thì việc đầu tiên là phải chẩn đoán hay loại trừ cho được bệnh nhân có xoắn tinh hoàn hay không. Trường hợp này, cái gì theo cái gì có xoắn tinh hoàn hay không? Bệnh nhân này đau cái bìu bên phải, đúng không? Thấy bên phải hơi tăng tới máu nhưng cái kích thước tinh hoàn phải nó to chứ không nhỏ. Bây giờ rồi thế thì tìm cái dấu hiệu xoáy nước có hay không các anh chị. Đó, ở cái cực trên tinh hoàn. Rồi, như vậy chẩn đoán xác định là xoắn tinh hoàn. Rồi, mình phải cho Doppler màu vô, còn tới máu khả năng có tháo xoắn được. Và sau khi mổ tháo xoắn tinh hoàn phải thì nhớ là phải mổ cố định tinh hoàn phải, thì lúc đó mới là xử lý trúng. Rồi, xin cảm ơn các anh chị. Thì kết thúc bài ở đây.